Tôi là tour guide, tôi dẫn quý vị vô tham quan bảo tàng và quý vị hãy theo tôi. Đây là chúng ta đến phòng tranh Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Mỗi chú lùn nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ nhất nhìn Bạch Tuyết nhìn chú lùn, tới chú lùn thứ bảy nhìn Bạch Tuyết và sau đây là tới hình Alibaba. Alibaba nhìn 40 tên tướng cướp. Tên tướng cướp thứ nhất nhìn Alibaba, Alibaba nhìn tên tướng cướp thứ nhất. Trời ơi, hướng dẫn nó nói chỗ này bao giờ mới hết, đói bụng quá trời rồi. Bây giờ chuẩn bị đi ăn đi, tới 40 ông hả? Bây giờ thêm 108 anh hùng lương xương bạc nữa hả? Làm sao mà chịu nổi đây trời. Trời ơi, 108. Ây da, sao mọi người bỏ đi hết trơn rồi, còn lại mình tôi, nói ai nghe đây, chưa có hết 108 anh hùng lương xương bạc mà, sao vậy hả?